Không ăn à, bắt cho bà con đi. Đẹp thế. Đuôi. Lên bắn tên rồi anh Tình. Không thấy.
xong rồi chủ của anh nhá. Anh nhìn nhá. Mà dạ. Bảo ơi. Dạ. Đi cạ này. Ừ. Dạ ôi không có đuôi. Về nhá. Đi về cho anh nhá. Đi về nhá. Không được bò ra nhá. Ui. Ui. Ui, không bị sao nhỉ? Hả? Không bị sao không? Ui. Bị sao không? Bị đau rồi. Không khác nhé, không khác nhé. Đi về nhé. Đi về không? Đi về gặp anh. Anh nhà. Có hai người thôi, có bà cụ với anh thôi. Không có ai đâu. Không biết của ai. Ui, ui. Không được rơi. Má tí. Tí cặp. Có ghê đấy. Ê, con này đi. Đấy. Đè lên nhờ. Đây. Đi về. Ừ. Dạ. Sao mà nạt thế? Ừ. Dạ. Đập thật nhé. Các em thì làm sao không? Ui, làm các em bị ngã rồi. Không có ai. Ui, nặng quá. Vẫn ngay. Nặng quá. Ăn cái gì mà nặng thế? Họ chơi à? Mình thương thế. Không được ra nhá. Cắn tay anh à, không được ra nào, ở trong này, không được ra đâu, không ra nào, không ra. Chủ nhân của các em bỏ rơi rồi hay sao ấy, hay là lạc đường, không tìm thấy, vào trong này nhá. Một con, hai con, ba bốn con, bốn con, bốn con, bốn con đẹp đẹp. Ui ui, con này không đi, không đi vào nhá, không đi đâu đâu, vào trong rổ nhá. Chết cha nó. Bỏ không được. Bò ra thì nó chết đấy. Ui. Chết đấy. Không được chứ. Mạnh rơi liên tục. Mày ăn cổ. Đi về thôi. Về nhá. Về anh nhá. Về cho anh nhá. Anh thương nhá. Về thôi. Lúa đen được khô. Có thể đẹp khô.
Con chó đẹp thế. Bán không? Ha. À. Không bán à, bán cho bà một con đi. Đẹp thế. Ui. Thấy yeah. Có đi, con chó này dễ thương ấy, đi tìm tháng đến giờ không tìm thấy, thấy nó ở giữa kia chìm. Chó của anh đẹp thật đấy. Anh thử đếm xem có đủ không. 1, 2, 3, 4, 5 vừa đủ. Anh đẹp đấy. Đặt lên đây. Anh trông nó cẩn thận nhá. Cẩn thận tí nó đi lạ. Chết ơi. Cảm ơn nhé em nhé. Lấy nó đi. Cho đẹp đấy. Nhân. Bắn tên rồi anh tìm. Không thấy. Thấy nó ở kia. Nó đi chơi lạc. Cảm ơn nhé. Có gì đâu. Anh cứ nó cẩn thận thì nó lại đi lại ấy. Dễ thương quá. Rồi, nhé. Bye bye em nhé. Không có gì đâu. Em cứ về.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không biết làm gì. Hơi bị thèm. Mm-hmm.